Bennett là một tên đòi nợ thuê. Hôm đó anh ta đến tận nơi đòi nợ. Con nợ là một ông chủ tiệm sách. Thấy ông ta vẫn không đưa tiền, Bennett định giết chết ông ta. Chủ tiệm sách cuống quýt vội vàng van xin nói rằng ông ta biết có một cuốn sách có trị giá lên đến hàng triệu đô. Nếu anh tha cho ông ta thì sẽ chỉ chỗ của cuốn sách đó. Nhưng hỏi được địa chỉ xong, Bennett vẫn giết chết chủ tiệm sách. Sau đó lái chiếc xe lên đường tìm nó. Nhưng không ngờ chủ tiệm sách kia trước khi tắt thở lại còn nhe răng cười. Lúc này tại một căn biệt thự ven biển, ở đây có một nhà ba người đang sinh sống, hai mẹ con nhà Jenna và bạn trai của bà ấy. Jenna là một cô gái từ nhỏ đã có bệnh về tâm lý. Trong mắt cô, tất cả sự vật đều mang tính tiêu cực. Cô nhìn xa xăm và nói với mẹ mình rằng, nếu ngâm mình trong nước biển này 10 phút sẽ cống chết. Còn nhìn đàn chim nhỏ bay trên trời, cô lại nói, bọn chúng chỉ đang không ngừng tìm kiếm thức ăn. Tuy như thế này, cô vẫn có bạn trai. Nhưng bên nhau chưa được bao lâu, anh bạn trai kia đã tự sát. Sau khi bạn trai chết, vấn đề tâm lý của Jenna càng thêm trầm trọng, con mắt phải chứng sợ tiếng ồn, vô cùng mẫn cảm, chán ghét tất cả các loại âm thanh, bất đắc dĩ phải đeo tai nghe hàng ngày, ngăn cách bản thân. Sau đó còn bắt đầu từ chối uống thuốc. Buổi tối cô nghe thấy âm thanh phát ra từ phòng của mẹ, cảm thấy vô cùng bực bội, trực tiếp cầm kéo xông lên lầu. Cuối cùng suy nghĩ một hồi lại không ra tay, ăn trộm vài cặp tiền bỏ nhà ra đi. Cô vốn dĩ muốn mua vé máy bay định đi Los Angeles, nhưng lúc này cô lại phát hiện hình như có người theo dõi cô. Cuối cùng Jenna lên xe buýt đến sân bay, tiếng ồn không ngừng trên xe khiến cô khó mà chịu đựng. Thậm chí cô còn xuất hiện ảo giác, cảm thấy trong khoang hành lý giống một người đang nhìn chằm chằm cô. Kẻ bám đuôi kia không ngờ lại bám theo thật. Jenna sợ đến nỗi đành phải xuống xe giữa đường. Khi qua đường, xém nữa bị chiếc xe màu xanh tông trúng. Sau đó đi đến tiệm net để book phòng trọ. Chủ homestay là một đôi vợ chồng già, Ellie và Sam. Ngoài Jenna ra còn có một vị khách nam nữa, Gavin. Đôi vợ chồng già là một ít điểm tâm tiếp đãi hai người. Ở trên bàn ăn, Jenna biết được Sam và Ellie đều đã nghỉ hưu. Sam trước kia là một thợ mộc, Ellie là y tá. Ăn xong, Gavin cũng rất nhiệt tình trò chuyện với Jenna. Cuối cùng còn thêm số liên lạc, nói muốn hẹn cô ngày mai cùng đi uống cà phê. Nhưng tối hôm đó đi ngủ, Jenna mơ thấy một cơn ác mộng rất dài, giống như bị giấc mơ đè chặt. Nằm trên giường không nhúc nhích nổi, mẹ cô biến thành quái vật miệng rộng như trâm tranh của mình. Đứng ở cuối giường cô, sau đó mẹ Jenna rời đi. Gavin đi vào, leo lên muốn cùng cô thân mật, nhưng trong nháy mắt lại bị người ta trùm đầu đánh ngất. Tiếp đó Sam và Ellie đến trước mặt cô, đo chiều cao cho cô. Còn bên ngoài cửa sổ phía sau lưng họ, có tên bám đuôi kia đang trốn. Ông ta đang mở to đôi mắt đáng sợ, nhìn lén tất cả. Sáng ngày hôm sau, Jenna tỉnh lại từ trong mơ, mọi thứ vẫn như bình thường. Jenna đến quán cà phê như đã hẹn, nhưng đợi rất lâu mà Gavin vẫn chưa đến. Một hồi bực bội mới phát hiện bị cho leo cây, Jenna đang chuẩn bị bỏ hộp đồ uống mang đi. Ai ngờ kẻ bám đuôi kia lại đi theo, cô sợ đến nỗi không lấy cà phê luôn. Liên lén ra cửa sau để về phòng trọ. Ellie thấy cô hớt ha hớt hải định hỏi cô làm sao, cô cũng không nói gì. Con cố tỏ ra bình tĩnh đi dạo một vòng vườn thuốc với Ellie. Nhìn thấy vườn thuốc mình dày công chăm sóc, Ellie không khỏi than vãn vì cuộc sống quá tàn khốc, có khi làm thực vật còn tốt hơn. Sau đó còn nói đến chuyện mình có một đứa con trai, một đứa con gái, có điều người con trai yếu mệnh, còn con gái thì khá hạnh phúc. Cưới chồng còn sinh hai đứa con, nghe vậy Jenna rất cảm động nên mới kể ra câu chuyện của chính mình. Bao gồm chuyện bạn trai nhảy lầu, bệnh tình của bản thân trở nặng, đống thuốc bác sĩ kê không có tác dụng, cô không uống nữa. Và mẹ cô còn muốn đưa cô tới trại tâm thần nên cô đã trốn ra ngoài. Dường như còn bị người ta theo dõi, mỗi ngày đủ loại ảo giác, đặc biệt là lo âu. Ellie nghe xong thì an ủi cô với tư cách là một y tá, nói cô đừng sợ. Những cảm giác này của cô ấy chỉ là tác dụng phụ sau khi dừng uống thuốc và nói cô cứ an tâm ở lại đây. Hai vợ chồng Ellie sẽ chăm sóc cho cô. Nhận được sự an ủi, Jenna cũng lấy lại được sự bình tĩnh. Cô trở về phòng nằm một chút, đột nhiên nghe thấy tiếng sột soạt. Jenna sau khi mắc bệnh thì thính giác rất nhạy. Nhanh chóng cô đã nghe ra tiếng động này là ở trong vách tường truyền ra, thế là liền tò mò bóc giấy dán tường ra xem. Bên trong không ngờ lại có mấy ngón chân đang cử động, Jenna bị dọa sợ giật bắn lên. Cô mò mẫm một hồi lại tìm thấy cái cửa bí mật ở trên tường. Cửa vừa mở ra cô giật bắn người, chỉ nhìn thấy bên trong giấu một người thực vật đang được truyền dịch. Jenna sợ đến mức thét lên, thu hút Ellie đi đến. Cô vội vàng giả bộ bình tĩnh nhưng không mở cửa. Lúc này Gavin cũng nhắn tin đến, hình như nghe thấy tiếng hét của cô, hỏi cô sao vậy. Jenna vội kêu anh ta báo cảnh sát. Không ngờ người nhắn tin với cô thật ra là Ellie đang ở ngoài cửa. Lúc này Sam cũng đi đến bao vây. Jenna thấy tình thế không ổn, đành phải mở cửa đánh Ellie ngất xỉu, chạy vào trong một đường hầm. Nhưng cô không ngờ rằng trong đường hầm này lại treo toàn là người thực vật. Đợi cô xông ra ngoài, Sam và Ellie đã bao vây lấy cô. Sau đó hai người tiêm thuốc mê cho cô, kể ra mọi việc. Thì ra hai người là hai kẻ biến thái giết người.
Ban đầu khi Ellie còn là y tá, nhưng người ta bệnh tật đau đớn, bà ta đã tự ý quyết định giải thoát cho bệnh nhân. Sau khi bệnh viện biết được, sợ mất danh tiếng nên cũng không làm ầm lên, mà chỉ đuổi việc bà ta. Đúng lúc này, gia đình con gái làm ầm lên, đòi chuyển ra ngoài. Ellie lại dở lại mánh cũ, chút thuốc mê cả gia đình con gái, khâu mắt, cắt tai, cắt lưỡi, khâu miệng, biến họ trở thành người thực vật. Lại nhờ Sam là thợ mộc xây dựng căn hầm chứa bí mật, giấu kín bọn họ dưới sàn nhà. Mỗi ngày đều dùng thảo dược tự nhiên để nuôi dưỡng. Sau đó bọn họ lại bắt nhốt rất nhiều khách trọ, bao gồm Gavin mất tích. Giờ đây vách tường và dưới sàn nhà của ngôi nhà này toàn bộ đều là người thực vật do hai người này nuôi. Cũng có thể nói ác mộng ngày hôm đó của Jenna có một nửa là sự thật. Hai người đó bỏ thuốc trong món điểm tâm, đo chiều cao của cô là để chuẩn bị xây cho cô một chỗ. Sau đó Ellie đang định ra tay với Jenna, đột nhiên có người tìm đến, mở cửa ra lại là kẻ bám đuôi kia. Hóa ra người đàn ông này là bố của bạn trai của Jenna. Ông ta điều tra ra khi con trai tự sát là đang nói chuyện điện thoại với Jenna nên cảm thấy việc này không đúng. Cũng không có ác ý gì, chỉ muốn đến hỏi Jenna thử xem, không nghĩ rằng đứa trẻ này lại cứ lẩn tránh ông. Ellie làm bộ trò chuyện với ông ta vài câu, sau đó ra hiệu cho Sam giết chết ông ta. Khi hai người xử lý thi thể, Jenna hồi phục lại ít ý thức, vội vàng nhân cơ hội bỏ trốn, nấp vào trong một căn nhà kho bên cạnh. Không ngờ ở đây còn giấu một thi thể đàn ông bị chặt xác. Đúng lúc này, Sam dời xe của bố của bạn trai Jenna tới trước cửa, Jenna vội vàng qua đó, định lái xe bỏ chạy nhưng chìa khóa bị lấy đi mất. Trông thấy Sam kiên xác trở lại, Jenna bèn trốn ra ghế sau. Sau đó Sam chở cái xác lái xe lên núi, còn Ellie thì lái xe của mình đi theo đằng sau. Khi gần tới đỉnh núi, Sam liền xuống xe, chuyển cái xác qua ghế lái, lấy đá dèn chặt ghế ô tô. Vừa chuyển số, chiếc xe nhanh chóng lao về phía vách núi, đến khi Jenna phản ứng lại thì đã không kịp nữa. Lúc này bộ phim chuyển qua câu chuyện thứ hai. Lần này dòng thời gian nhảy về thời điểm vài năm trước, nhân vật chính là một nữ tiến sĩ khoa học vừa mới ly hôn, Mary. Một hôm cô đột nhiên nhận được một cuốn video kỳ quái. Người gửi cuốn băng chính là nam chính trong cuộn băng, tên là Simon. Anh ta tự nhận mình là một nhà ngoại cảm, có thể truyền đạt tin tức của người chết. Mary đương nhiên cảm thấy rất vô vị, không ngó ngàng đến anh ta. Nhưng ai ngờ Simon lại thẳng thừng tìm đến tận nhà. Anh ta là một cuộc thí nghiệm, muốn tự mình trình diễn cho cô ta xem. Quá trình thử nghiệm rất mờ ảo, để chứng minh bản thân không có động tay động chân, Simon trần như nhộng, nhốt mình trong một căn phòng trống. Vài giây sau, anh ta nói hồn ma không thích ánh sáng, trong phòng bỗng dưng cúp điện một cách kỳ lạ. Sau đó lại có điện, Simon ngã trên đất không ngừng co giật, mà bức tường lại viết đầy huyết thư của hồn ma. Trong đó lại có một câu mà con trai của Mary trước khi chết đã nói: "Con không phải đang ngủ, mẹ ơi." Mary lúc này mới tin vào năng lực của Simon. Simon còn nói với cô, thật ra người quá cố cũng muốn ở bên cạnh người thân. Con trai cô cũng hy vọng Simon đến tìm cô. Bởi vì chỉ cần cô chứng minh được năng lực này của anh ấy thì có thể thay đổi cả thế giới. Cô và con trai của cô lại có thể ở bên nhau. Mary nghe vậy thì thấy đúng. Sau đó hai người lại thành người yêu. Làm chuyện đó xong, cô thường xuyên cảm nhận được sự tồn tại của con trai. Dưới sự tin tưởng của cô, Simon nhanh chóng bước vào con đường danh lợi. Giá trị bản thân tăng lên vùn vụt, nhưng một ngày nọ anh ta bỗng nhiên ngoại tình. Mary rất tức giận, liền hỏi anh ta tại sao lại ngoại tình. Kết quả Simon uống say mà nói ra sự thật, nói anh ta căn bản không hề biết tâm linh. Lần thử nghiệm đó thật ra là một màn lừa bịp, bỗng nhiên cúp điện là do tìm người giúp đỡ. Chữ trên tường là lợi dụng phản ứng hóa học. Còn về câu nói mà con trai Mary từng nói, đó là vì trước kia Simon cùng với chồng cũ của Mary cũng ở trong hội hỗ trợ cai rượu, có nghe anh ta nói qua. Anh ta còn nói những người có tiền kia nhất định cho rằng họ là cùng một ruột. Bây giờ hai người đều đã leo lên lưng cọp, Mary vô cùng đau lòng. Về phòng ôm đồ của con trai mà khóc mãi, không ngờ con trai của cô thật sự xuất hiện tuyên bố muốn ra mặt giúp mẹ. Thế là ngày hôm sau, Simon tỉnh rượu đến xin lỗi. Mary không hề tức giận, còn trực tiếp làm thêm một cuộc thử nghiệm, nói muốn trình diễn cho đám nhà giàu xem. Simon liền chột dạ, anh căn bản không biết thông linh, em bảo anh trình diễn cái quái gì chứ. Mary không lên tiếng, anh ta vào phòng của con trai, nói đây là phòng thí nghiệm. Sau đó cửa đóng lại, trong phòng thoáng chốc biến thành địa ngục. Vô số hồn ma xuất hiện viết chữ lên người anh ta. Không phải anh nói anh biết thông linh sao? Bây giờ chúng tôi đang ban tặng cho anh năng lực này. Kéo theo hành động này của bọn chúng, điện của toàn khu phố đều tắt ngủm. Nghe thấy tiếng hét thảm thiết trong phòng, Mary giải thích rằng đây là âm thanh giao tiếp của Simon và người chết. Sau đó bọn họ mở cửa vào xem, trên người Simon viết đầy di ngôn của người chết. Lúc này bộ phim lại chuyển đến câu chuyện thứ ba. Nhân vật chính là Bennett ở đầu phim. Anh ta dẫn người anh em đi tìm quyển sách máu trong truyền thuyết. Trên đường lái xe vào một khu phố tối đen, nơi này chính là khu nhà của Mary. Có điều lúc này đã là vài năm sau, hai người lái xe vào trong. Xém nữa tông trúng Jenna vừa xuống xe buýt, hai người họ cũng không bận tâm. Kết quả càng tiến về phía trước thì càng hoang vắng, không khí u ám, không nhìn thấy mấy bóng ma.
Lúc này xe chết máy, hai người đành phải dừng lại sửa xe. Nhưng vừa xuống xe, người bạn của Bennett lại nhìn thấy người vợ đã chết của mình. Anh ta nhất thời như bị hớp hồn mà đi theo qua đó. Quỳ trong một nhà thờ bỏ hoang, nói mẹ anh ta gọi anh ta, xong rồi tự sát. Lúc này chiếc xe vừa mới sửa xong bỗng nhiên tự lái lao về phía Bennett. May mà anh ấy phản ứng nhanh, chiếc xe tan tành, nhưng anh may không sao. Rất nhanh Bennett tìm thấy nơi giấu xác chính là nhà của Mary. Bày biện trong nhà không có gì thay đổi, nhưng trên vật dụng trong nhà đã tích tụ một lớp bụi dày. Nhà khoa học giả Mary đang đợi ở trong phòng của con trai. Bennett cũng không nhiều lời, liền hỏi bà ta cuốn sách. Mary vừa nghe thì liền cười. Sách máu à? Nó đang nhìn anh đấy. Lúc này Bennett mới để ý thấy người ngồi ghế từ bên cạnh, chỉ thấy ánh mắt sai mình đờ đẫn, toàn thân các đầy chữ. Thì ra anh ta chính là sách máu trong truyền thuyết. Từ ngày Mary báo thù anh ta xong, Simon trở thành sổ ghi chép của người chết. Bọn họ sẽ viết toàn bộ câu chuyện của chính mình lên người anh ta. Anh không phải là người đầu tiên đến tìm sách máu, câu chuyện của các anh cũng đều được viết lên trên. Vừa dứt lời, trên người Simon liền xuất hiện cái tên Bennett. Bỗng chốc trong phòng tuôn ra một đàn chuột lớn, bắt đầu điên cuồng tấn công Bennett. Bennett cầm dao chống cự, kết cục từng nhát dao đâm vào chính người mình. Mary ôm lấy linh hồn con trai ở trên lầu nhìn xuống, cuối cùng anh ta chỉ có thể bỏ chạy thoát thân. Và một hồi lâu chạy vào một nhà dân, không sai chính là nhà của Sam và Ellie. Lúc này hai người đó vừa mới hạ gục Kevin, Bennett bắt qua tang, Ellie cầm búa đập chết anh ta. Cũng có thể nói sau này cái xác bị chặt mà Jenna nhìn thấy trong nhà kho chính là Bennett. Ba câu chuyện đến đây liền hình thành một vòng tròn khép kín. Vậy Jenna bị ngã xuống núi rốt cuộc thì như thế nào? Không ngờ cô lại được cứu sống, hơn nữa phía cảnh sát cho rằng là bố của bạn trai muốn đưa cô cùng đi chết. Hoàn toàn không phát hiện ra việc của Sam và Ellie, Jenna cũng không nói ra. Sau khi về nhà, cô vẫn chịu sự dày vò của bệnh tật. Cô lật xem những bức tranh của mình trước kia, một lần nữa nhớ lại tất cả những gì vào đêm mà bạn trai tự sát. Bạn trai cô vốn dĩ cũng mắc chứng trầm cảm. Tối ngày hôm đó, hai người đang gọi điện thoại. Jenna có vấn đề về tâm lý lại phát bệnh nên không ngừng thúc giục anh ta nhảy lầu. Kết quả, anh bạn trai thực sự nhảy xuống. Nhớ lại tất cả những điều này, Jenna vô cùng đau khổ. Cô suy nghĩ rất lâu, cuối cùng cũng lựa chọn trở lại chỗ của Sam và Ellie, tình nguyện trở thành người thực vật. Khoảnh khắc khi bị nhốt vào sàn nhà, Jenna đã mất đi thính giác và thị giác. Cô cảm thấy bình yên lạ thường, còn nở ra nụ cười hiếm có.